xin kính chào quý vị và các bạn. Tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông, trong đó ở vùng núi có những nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa có thể là vượt 70mm. Mưa trong thời gian ngắn dễ gây ra ngập úng và sạt lở đất, cùng với đó là các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Sang ngày mai, ở vùng đồng bằng và ven biển sẽ có những khoảng ngớt mưa, đan xen với đó là nắng và cảm giác oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, một số nơi khác như là Hòa Bình, Việt Trì và Yên Bái phổ biến cho khoảng là 34 độ. Đối với khu vực vùng núi thì nhiệt độ có phần thấp hơn hẳn, trời dịu mát như là tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên Phủ hay Sơn La thì mức nhiệt không vượt quá 30 độ. Đối với khu vực Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và chiều ngày mai cũng sẽ có mưa dông. Có những nơi có mưa to với lượng trên 50mm là vùng màu xanh lá này. Cần phải đề phòng với ngập úng cục bộ kèm với đó là dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Mưa tập trung về chiều, bởi vậy mà sáng đến trưa mai thì khắp các thành phố của khu vực Trung Bộ vẫn sẽ có nắng. Tại Hà Tĩnh và Tuy Hòa nắng nóng 35 độ, còn lại các nơi khác thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 32 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có nắng trong sáng và trưa mai, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa không nơi nào vượt quá 31 độ. Ở khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ có phần nhỉnh hơn, phổ biến là 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, hầu khắp các vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, đến Kiên Giang, ra ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cảnh báo đều có mưa dông đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa cũng sẽ giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.